luôn, chờ anh em nha. Đây lâu lâu đến phút là clip quay cho anh em xem ha, cái cảnh nuôi tôm của bà con người dân ha. Đây giờ này ta đi dắt hết rồi, mình ở đây mình đi đến phút mai. Này em chỉ chia sẻ về công việc, em không nói về phần nuôi tôm nha nè. Nông dân nuôi được con tôm khi mà bán được rất là cực khổ. Thì mà chưa chắc thì bán ra được có giá đâu. Chỉ chia sẻ về cái công việc của anh em nuôi tôm thôi. Tạo ra được con tôm mà để đi tới nhà người tiêu dùng đó này, lúc cực vậy nè, giai đoạn từ nhỏ tới lớn nuôi thì phải lo đủ thứ, sợ này sợ nọ, tiền bạc thì không có. Có nuôi thì thức đêm thức cơm lắm nha nè, hoàn cảnh đêm nè nè, trời đầy sao luôn nè nè, sẽ được cho lớn lắm, thực ra nó có lớn thôi anh em ơi, bù lại tới 5-7 tháng, nhanh lớn thì 5 tháng mới về được hai con, còn chậm lớn rồi mất tới 6 tháng, 6 tháng mấy, thức đêm thức hôm từ khi mà chăn nuôi, từ giai đoạn chạy tạo ao hồ rồi anh em thấy không phải là cái lâu lâu nuôi được một cái vụ tôm thành công được thì giá không có, thì cái nản đủ thứ lắm anh em, người dân họ không làm tiếp tục thì họ biết làm gì bây giờ, chứ không phải mà mình nói ra để thế này thế nọ được mọi người ấy, không
chia sẻ clip này để cho những người anh em ở thành phố, ở thành thị đó hiểu được cái cực nhọc của bà con chúng tôi. Phải muốn được đó, vậy mình sản xuất nuôi được đủ loại mất giá đủ thứ cho người nuôi tôm, họ cực lắm, tiền bạc bỏ ra tiền chậm chịu không được mùa được giá thì cái đó mới gọi là trúng. Vâng, đêm hôm giờ này phải đánh thuốc, đánh đêm thuốc rồi kia phải lội tới cành tôm, lội tới lội lui sợ giận quạt nó gãy, tôm nó mất oxy đủ thứ hết trơn, phải canh này canh nọ nhiều khi không ngủ được luôn. Công sức của nếu mà chúng thì cũng không nói được gì, cũng bù lại được cái công cực khổ của bà con khi nuôi một loại buồn lắm, buồn lắm nha anh em. Này hôm nay em đánh vôi nóng tới đây nè, là muốn dụng cái chân rồi. Em làm clip ngắn vậy vậy chia sẻ với anh em nha, mình nào có xem qua được cái clip đăng ký kênh và ủng hộ em like và nhấn chuông để có những cái clip tiếp theo em đăng lên mọi người để xem, để giúp cho anh em phát triển. Em làm như vậy kênh mình phát triển lắm mà làm hoài không có phát triển được anh em. Thời chưa tới thì sao? Rồi, chào anh em bà con nha. Anh em nào xem được clip thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ em, nút like nha, để em làm những cái clip chia sẻ những cái thực tế nhất cái trong cái đời sống bình thường nha, em bà con xa gần. Rồi, chào nha.